Nhắc đến các mẫu xe của mấy anh pháp sư Trung Hoa, mấy anh em liền nghĩ đến cái chất lượng xe nó như dòng tiền của mấy ảnh vậy á. Rồi xe chạy chén nè, rồi thiết kế cực kỳ lỗi thời. Nhưng hôm nay mình sẽ cho anh em một cái nhìn khác về xe của mấy anh pháp sư Trung Hoa. Kế bên mình đây là Yontes 350 GK Sport Cafe. Nó sẽ có nhiều cái thú vị hơn là chỉ cái tên Sport Cafe thôi. Anh em hãy cùng mình xem chi tiết nha. Xuất hiện tại Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lại các mẫu xe phân khối 300-400cc và đặc biệt là sẽ cạnh tranh với lại nhà Honda CB300R cực kỳ nổi tiếng, đúng không anh em? Thì Yontes 350 GK này sẽ có nhiều điểm thú vị để cho anh em chúng ta cùng tham khảo. Về ưu điểm đầu tiên thì có thể nói là cái mức giá. Hiện tại thì mức giá của Yontes 350 GK này hiện tại vẫn chưa có được công bố tại thị trường Việt Nam, nhưng mình đảm bảo anh em sắp tới sẽ có mức giá cực kỳ hợp lý luôn, dễ tiếp cận cho anh em nào đam mê chơi xe và thậm chí anh em nào sinh viên chúng ta đam mê cái dòng xe phân khối lớn từ 300 tới 400 phân khối á, thì cũng có thể dễ dàng tiếp cận nữa. Tại vì ước tính á, thì thuế từ Trung Quốc qua mình thì nó sẽ rẻ hơn so với lại các nước như là Indonesia, Thái Lan hoặc là các nước châu Âu nha anh em. Ngoài cái ưu điểm là về mức giá rẻ ra thì anh em mình hãy coi sức mạnh của em nó tại thị trường Việt Nam liệu có thể xứng tầm với các đối thủ hay không nha. Về động cơ của em nó thì được trang bị động cơ là 350cc, thật ra là 348cc nha anh em. Xi lanh đơn DOHC làm mát bằng dung dịch và có nồi chống trượt luôn nha anh em. Nhiều anh em nói rằng năm 2023 rồi với phân khúc mà 300-400 mà có một xi lanh thôi chạy rất là chán, đúng không? Nhưng mà mình không nghĩ vậy, với đối thủ của CB300R tại thị trường Việt Nam thì hiện tại vẫn giờ là vẫn sử dụng là một xi lanh thôi anh em. Thì cái việc mà một xi lanh đi trong thành phố này nó vẫn bình thường, không sao cả. Và ngoài ra với cái việc mà anh em trang bị một xi lanh này á thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu cho anh em hơn. Với cái tiêu chí của nhà sản xuất thì sẽ tiết kiệm cho anh em nhiều nhất từ chi phí mua xe cho đến chi phí anh em đổ xăng luôn. Với cái khối động cơ này á thì cũng sản sinh ra công suất cực đại cũng khá là lớn nha anh em. Gần 40 mã lực tại 9.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 32,8 Nm tại 7.500 vòng trên phút anh em. Và anh em có thể chạy tới tốc độ tối đa là tầm khoảng gần 160 km/h tại đường trường nha anh em. Với cái khối sức mạnh như thế này á thì mình nghĩ không chỉ việc đi phố cho anh em dễ dàng đâu, mà anh em có thể lâu lâu trải nghiệm một cái cung đường dài, một cái chuyến đi phượt với bạn bè hoặc là với người thân chúng ta cũng cực kỳ là thoải mái. Việc mà để anh em chúng ta đi một cái chuyến hành trình dài á, có cái bình xăng to thì rất là lợi thế luôn. Ở phía trên này thì xe được trang bị cho anh em một cái dung tích bình xăng tới 17 lít lận, tha hồ mà anh em chúng ta trải nghiệm cái cung đường dài ha. Với mức tiêu hao nhiên liệu đây mình thấy là tầm khoảng 5,2 lít trên 100 km. Đổ đầy bình 17 lít này thì hiện tại giá xăng đang dao động tầm khoảng 24.000 một lít. Đầy bình xăng thì tầm khoảng 430 ha anh em. Thì anh em nếu mà đi đầy bình xăng thì cũng được tầm khoảng 303 km. Một cái cung đường này cũng khá là tuyệt vời đó. Anh em có thể đổ đầy bình xăng chúng ta đi lên Đà Lạt, xong rồi chúng ta đổ đầy bình xăng chúng ta chạy về ha. Ở cái phần thiết kế bình xăng này á, anh em sẽ được mang nhiều chi tiết của Sport Cafe, là anh em sẽ được cắt xẻ ha. Đó, tạo cho một khối cực kỳ mạnh mẽ luôn, trông giống như là một khối cơ bắp thịt vậy anh em. Ở phía trên này thì anh em vẫn có là yên 2 tầng nhưng mà là dạng yên liền ha anh em. Cái phần yên á chúng ta được bắt đầu từ 1/3 bình xăng kéo dài cho xuống phần sau luôn ha. Cái phần dư phía trên này nè, nó sẽ bảo vệ cái phần bộ phận nhạy cảm của anh em tốt hơn khi mà anh em chúng ta phải ngồi nhiều trên những cái chuyến đi xa. Và nó sẽ bảo vệ được cái lồng chim của anh em tốt hơn khi mà anh em gặp những cái trường hợp mà khẩn cấp phải thắng gấp. Đó, sẽ im ái hơn rất là nhiều ha. Hồi nãy giờ là mình nói chi tiết thôi, còn bây giờ là mình muốn nhấn mạnh và cái đặc điểm của xe là chính về cái cách hoạt động của nó. Thì ở bên Trung Quốc á, bây giờ xe là người ta sử dụng mắt cây hết rồi anh em. Đây, dù tay côn hay tay ga anh em vẫn sử dụng mấy cái
chìa khóa như lại như thế này rồi. Cái này là giống như một cái mảng của cái màn đồng hồ á, anh em muốn gọn hơn á thì anh em có thể làm thêm một cái dây nữa để anh em có thể đeo luôn, để anh em có không có bị quên hay là mất cái đi chìa khóa này ha. Về cách hoạt động á thì nó rất ấn tượng, hoàn toàn bằng điện luôn. Ở đây thì nó sẽ không có nút bấm gì hết anh em. Anh em chỉ cần cầm cái remote này đến gần chiếc xe thôi, anh em nhấn vào cái nút đỏ ở trên cái cùm hai nháy thì xe nó sẽ tự hoạt động, rất là hiện đại ha. Và không chỉ là cách mở xe chúng ta được hoạt động bằng điện, mà thậm chí cả việc anh em mở cốp, rồi anh em mở xăng, và thậm chí là cái việc mà anh em điều chỉnh những cái thông số ở trên màn hình luôn á thì anh em sẽ điều chỉnh bằng điện hết. Và các nút nhấn á chúng ta đã được tích hợp ở trên cùm rồi, nên cái việc mà chúng ta mở hay là chúng ta điều chỉnh các thông số ở trên màn hình điện thoại, màn hình của xe thì chúng ta rất là dễ dàng luôn ha. Người ta nói ánh mắt là vẻ đẹp tâm hồn, thì cho anh leo vào được không? Nhưng mà đối với lại Yontech 350GK này thì mình không dám leo vào nha anh em. Tại vì em có rất là nhiều mắt, mà mắt này rất là to nữa anh em. Anh em có thể thấy nè, chúng ta được trang bị là 1, 2, 3, 4, 5. Và chúng ta sẽ có hai cái bóng á, là bóng chính rất là to, dạng cầu luôn, bi cầu luôn. Và xung quanh thì chúng ta sẽ có viền đi mi làm điểm nhấn. Thêm cái điểm nhấn ở đây nữa anh em, chúng ta sẽ có một cái logo Yontech ở đây để làm điểm nhấn thương hiệu của xe. Cái điểm này thì mình cũng thấy khá là hiện đại khi mà chúng ta kết hợp với lại một cái đèn tròn cổ điển như thế này. Đúng là trong nhu của cư, trong cổ điển có hiện đại. Ở phía trên thì thu hút mình bằng một cái màn hình TFT lần nha anh em, thể hiện đầy đủ thông số cho anh em luôn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có 4 giao diện để anh em có thể tùy chọn, tùy theo cái sở thích mình mà anh em có thể lựa chọn chỉnh trực tiếp ở trên cùm luôn, như hồi nãy mình đã nói. Và ở đây ngoài những cái thông số chi tiết như là odo nè, rồi số nè, rồi xăng vân vân, ở đây còn thể hiện cho anh em nữa là cái phần mà báo nhiệt độ của động cơ và thông số lớp nữa, để anh em có thể dễ dàng kiểm tra lớp của mình khi mà anh em chúng ta đi phượt hay là anh em chúng ta đi đường xa. So với những cái dòng xe mà phổ thông 300-400cc tại thị trường Việt Nam bây giờ thì mình cảm thấy là Yontech 350GK rất là phù hợp để cho anh em chúng ta là sinh viên để dễ dàng tiếp cận, hoặc là anh em nào chúng ta mới chơi xe phân khối lớn để dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm mua xe này. Ngoài cái kiểu dáng là Sport Cafe ra thì mình thấy trên Yontech 350GK này mang một số điểm giống các dòng xe Scrambler, như là cái phần dàn chân này anh em có thể thấy là lớp chúng ta được trang bị lớp gai bản to cực kỳ là bấm đường luôn. Và tiếp theo đó chúng ta lại điểm nhấn ở phía trong nữa, chúng ta sẽ có một cái vành, vành này được làm bằng thép ha anh em. Thì theo nhà sản xuất á, ở đây chúng ta sẽ là dạng bánh căm được hút chân không, tức là ở trong anh em sẽ không có ruột đó, sẽ thông dụng hơn cho các dòng mà xe phân khối lớn như hiện tại bây giờ. Kèm theo đó thì anh em được trang bị một cái khoảng sảnh gầm khá là cao 170mm để anh em có thể dễ dàng chúng ta vượt qua những cái địa hình xấu. Và tất nhiên năm 2023 rồi, không thể nào không trang bị được ABS trên các mẫu xe của mình. Yontech đã trang bị 2 ABS trước và sau cho Yontech 350GK này. Vành đĩa cũng khá là to luôn. Và đi kèm theo đó thì anh em cũng được trang bị một cái ốp nhựa để bảo vệ cái phần phanh của anh em. Nhìn nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Và anh em nó sẽ bảo vệ được két đá văng vô, anh em sẽ đỡ tốn công vệ sinh hơn. Và đi kèm theo đó thì chúng ta sẽ có heo 4 bit đến từ thương hiệu là Zichun, một thương hiệu khá là mới đối với anh em là chúng ta đang chơi xe, vì thương hiệu này là Tây Ban Nha và cách đây một năm thì thương hiệu này đã được mua lại bởi Rambo. Và một cái chi tiết mình cảm thấy là rất giống các dòng Scrambler luôn và rất là thẩm mỹ ha, đó chính là cái phần mà bô xe này. Thì bô xe chúng ta được đặt cao và nói từ cái bầu bô ở dưới đây chúng ta nói lên. Anh em thấy đặt bô như thế này á thì rất là lo sợ cho người phía sau chúng ta dễ bị bỏng đúng không? Nhưng mà không sao nha anh em. Ở đây thì nhà sản xuất chúng ta đã được làm một kim loại chống nhiệt để anh em chúng ta có thể an toàn hơn. Thì chúng ta để đây sẽ không bị phỏng ha. Và thiết kế này chúng ta sẽ có hai ống xả nhìn cực kỳ là thể thao và mạnh mẽ luôn. Và tổng thể chi tiết bên ngoài á, được nhà sản xuất chúng ta rất là chăm chút tinh tế từng chi tiết luôn. Như là cái phần mà lát dàn áo bên ngoài này á thì anh em có thể thấy là chúng ta rất là chặt, rất là cứng cáp. Về các lẫy khi mà anh em mở như là bình xăng, mở yên á thì các lẫy nó cũng là cứng cáp, độ bền bỉ rất là cao. Tại vì khi mà xác định sản xuất cái xe này á thì nhà sản xuất chúng ta hướng đến một chiếc xe không chỉ là vẽ cổ điển đâu mà còn hiện đại đi theo năm tháng nữa anh em, nên các chi tiết cần phải bền để đáp ứng được nhu cầu thị trường châu Á. Và để tăng cái độ thẩm mỹ của xe á
thì nhà sản xuất chúng ta đã trang bị cho anh em một cái số phụ kiện đi kèm để anh em khỏi tốn công phải mua nữa, như là cái gù chống đổ nè, và đi kèm theo anh em sẽ có khung chống đổ luôn, theo xe luôn từ nhà sản xuất. Mặc dù là xe mang nhiều phong cách hiện đại nhưng nhà sản xuất đã trang bị cho anh em một cái cặp gương gù ở dạng tròn này để giữ lại một chút nét cổ điển trên xe, thay vì là chúng ta gắn gương trực tiếp gần cái cầm ở đây. Dòng xe này mình đánh giá là rất phù hợp với lại các anh em nào mà chúng ta đang mới tập chơi, và anh em nào đang sinh viên có nhu cầu sở hữu một dòng xe phân khối lớn kiểu hiện đại và cổ điển nữa. Và trên đây là đánh giá chi tiết của Yontes 350GK tại thị trường Việt Nam, để cho anh em có một cái nhìn khái quát hơn về những dòng xe mà của máy anh Pháp Xe Trung Hoa tại thị trường Việt Nam. Và dòng xe này được phân phối độc quyền tại Minh Long Moto, nên khi anh em mua xe Yontes 350GK tại Minh Long Moto sẽ được bảo hành tại Minh Long Moto nha anh em, 1 năm hoặc 10.000 cây. Về cái này thì anh em nào ở tỉnh chúng ta đang quan tâm mẫu xe này thì mình vẫn có thể vận chuyển xuyên tỉnh cho anh em luôn và hỗ trợ trả góp. Và hiện tại anh em chờ tí xíu nữa thôi thì cái công bố mức giá của các dòng xe Yontes sẽ có cho anh em, để mình sẽ cập nhật cho anh em thường xuyên hơn. Nên anh em đừng quên nhấn like, subscribe kênh Minh Long Moto, mình sẽ cập nhật sớm nhất cho anh em và anh em sẽ được nhận thông báo sớm nhất từ mình ha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Minh Long Moto nha. Xin chào và hẹn gặp lại.